cái chuyện tự làm á, dân địa chủ người ta la lối quá trời. Ngay cả thằng Thượng Chí với ba Ngọc là người trong nhà nè, mà còn phản bác nữa. Tôi á, tôi thấy có lòng thương người, nhưng mà làm vậy á thì giới địa chủ người ta sẽ tẩy chay, không còn ai giao du với nó. Tôi thấy cũng kẹt. Thằng Tư nó lớn rồi, nó cai quản hết cái gia tài này, nó muốn làm gì làm, ai tải chay kệ họ. Tôi thấy tá điền ta hớn hở, tôi cũng vui lây. Dân muốn ruộng của mấy điền chủ khác họ biết chuyện, họ nói phải chi cậu chủ của họ được như cậu Tư nhà mình thì dân nghèo đỡ biết mấy. Dạ, mở Tư về. Đâu, đâu? Ý, trời ơi. Ông bà Út con mới qua. Con. Ôi, ơi, tôi nằm mơ sao đây? Trời ơi, gặp được cháu cố rồi. Tôi ta nhớ quá đi à. Mai Tư về mà thiệt là rủi. Cậu Tư đi Sài Gòn rồi. À, mà chắc cũng gần về tới rồi đó. Thôi, nó đi tìm cháu nội trai cho bà xã Cầm, với lại gặp chủ tiệm chành để bán điện bàn cho tá điền. Dạ. Dạ. Hôm qua tôi thấy anh chạy xe ngang nhà mà không biết là anh đi đâu. Rồi sau một hơi thấy anh vòng lại, con cứ nghĩ là anh ở nhà. Tại con hết, con qua đây mà con không báo trước nên... Trời ơi bà thương nha, ở qua đây với bà nha. Trời ơi, đi với bà nè, con. Bà bế ra ngoài sân nhà chơi với con của bà nha. Trời cưng. Trời ơi, sao chơi cưng vậy nè. Thấy ghét quá trời quá đất à. Thì em có lỗi với mình, em nghe lời đặt chuyện của anh chị hai mà nghĩ không tốt về mình. Thiệt là... Có chuyện gì vô nhà nói chuyện con. Dạ. Đi vô, vô đây. Dạ để con. Ngồi. Bay qua đây rồi á thì ráng chờ nó về luôn nha. Đây tới tối thế nào nó cũng về tới à. Dạ không được đâu ông Út ơi. Con lén ngẫm thằng Thượng Thọ về đây, chuyện này có một mình má con biết à. Không phải nói là ẩm thằng nhỏ đi đốc tờ tại nó bị ấm đầu. Ba con mà ổng biết chắc ổng từ con luôn quá. Ba của con đang giận chuyện anh Tứ giảm lúa ruộng cho tá điền. Ba con mà biết con qua đây là nguy lắm. Chắc con phải về liền, với lại xe kéo cũng chờ con ngoài kia. Toàn lợi tí biểu. Toàn thôi con, khi mà sanh con xong rồi thì má giao con cho tía nuôi. Má bị bà ngoại bắt về tuốt ở bên trời Tây ở bển á. Giờ má về đây, cây má đi kiếm con liền. Qua má đi con. Sao ông bên Tây luôn đi? Bên Tây sướng lắm mà. Toàn. Tại vì bà ngoại bắt má phải đi. Chứ má đâu có muốn đi đâu con. Nay bà ngoại cũng mất rồi, má liền về đây với con nè. Con à, con tha lỗi cho má nha con. Đi má sanh chị hai rồi sinh tôi, rồi má chết. Tôi nhớ là má chết nữa kìa. Thôi con. Đám dỗ á, chị hai nhớ má mà khóc, tôi cũng khóc theo nữa mà. Đó là má của chị hai con. Còn má,
Má mới chính là má ruột của con nè Toan ơi. Cái tên Toan của con cũng là tên mà má đặt cho con. Ở bên Tây má nhớ con lắm. Bây giờ về đây rồi, má có nhiều chuyện muốn nói với con. Bây giờ con dẫn má ra giường đi, má sẽ kể cho con nghe. Chắc ổng lại đi ăn cà rô kho tộ nữa rồi. Bà chủ ơi, đứa nào đó bay, cửa không khóa vô đi. Bà chủ ơi, bà chủ ơi, chuyện gì? Ông Hội, ông Hội sao? Ông chết rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Ông dạ, Hội làm sao? Dạ, con không biết nữa. Ông Hội, ông lạnh ngắt hả? Ông không còn cục cựa gì được nữa hết á. Hả? Mày nói cái gì vậy? Mày nói vậy là sao? Đi, đi xuống dưới lẹ lên. Dạ, dạ. Ông chết rồi. Ông Hội ông chết rồi. Mày chạy lên, kêu con bà xuống đây. Lẹ lên. Dạ. Mà khoa. Dạ. Đừng có la lớn người ta nghe, nghe chưa? Dạ. Dạ. Ông Hội ơi là ông Hội. Ông chết chi mà chết tức chết tuổi, chết hèn chết mọn vậy. Thiệt là quả báo, gieo nhân nào gặp quả nấy mà. Cái gì vậy chị Sáu? Dạ. Má, ba, ba sao vậy má? Ông chết rồi chứ sao? Trời, ba ơi. Nín đi, mày la lên cho mọi người hay, rồi đội quần cả lũ sao? Còn sao? Dạ. Phụ tao với con ba khiên ổng lên nhà trên. Mau đi. Dạ. Còn bà với còn sao nghe nè.
đứa nào về chỗ nấy. Chừng nào nghe tao la lên thì chạy lại nghe chưa? Dạ má. Cứ coi như không biết gì hết. Thôi đi đi. Ông Hội Đồng ơi là ông Hội Đồng, ông chết chi mà chết nhục chết nhã vậy nè ông ơi là ông. Chú phải qua dịu tan, không qua là không được. Huống chi hồi má mất, vợ chú qua chịu tan đủ lễ của một con dâu trong nhà. Tôi cũng nghĩ chắc phải như vậy thôi anh hai à. Tuy là ông gia tôi khiến vợ chồng tôi phân rẽ, nhưng dù sao vẫn là ông Nhạc. Ông mất á, mình phải qua chịu lễ mà thôi. Nhưng có điều tôi ái ngại quá anh à. Chú ái ngại điều gì? Gia thế của ông gia tôi là nhà giàu có lớn, tôi không tới lui bên đó cũng cả năm rồi. Nếu như bây giờ mà tôi qua chịu tan, tôi sợ thiên hạ họ không hiểu, họ tưởng tôi muốn hưởng cái gia tài nên lết tới. Họ tưởng sao thì thấy kệ họ. Gia tài của ông và vợ thì em hưởng, can cớ gì mà sợ thiên hạ. Nhưng mà miệng thiên hạ khó lòng lắm. Ở đời việc quấy, nếu như họ làm á thì họ cho là phải, nhưng hễ họ thấy ai làm thì họ lại chê cười. Thấy kệ họ, việc phải thì làm, sợ chỉ thiên hạ. Thời nay tôi đã làm việc gì, tôi có ngán gì ai đâu. Nhưng thôi 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 thôi, không có nhân chỉ gì hết. Chú qua bển liền đi, để tôi về tôi rủ vợ chồng con ba qua luôn một thể. Chú đi đi, đừng có vụ dữ gì nữa. Nè. Dạ cô. Chiều hôm qua mày đem thơ vô chợ quán, mày đưa cho ai? Thơ tôi đưa cho một anh bồi ở trong nhà. Mày có dặn là phải đưa tận tay ổng không? Thơ tôi dặn ổng cất cái thơ, chờ ổng về rồi đưa cho ổng, chứ đừng đưa cho ai hết á. Không biết là nó có đưa lại cho ổng hay không nữa. Thiệt á, tao nóng ruột quá đi à. Chắc là có mà, tôi dặn kỹ lẽ nào ảnh quên. Thôi mày làm việc tiếp đi. Dạ. Thank you.
Xưa rày tôi lâu vô trong này quá. Cô mạnh giỏi không cô? Chà, sao bữa nay thầy kêu tôi bằng cô chứ không phải bằng bà ta? Trước mặt thiên hạ tôi muốn nâng cô lên cao, nên tôi kêu bằng bà cho nó rơm rã đó mà, để mà họ bắt chước. Ở đây có hai anh em, mình hiểu nhau quá mà. Gọi bằng bà chi cho cô mất đức, cô hiểu không? Tôi đâu có ngu đâu, sao mà không hiểu. Cô còn muốn tôi kêu bằng bà nữa hay thôi? Muốn kêu bà lớn hay bà bự gì cũng được. Kêu chơi mà, có tốn hao gì đâu mà sợ. Thôi, thầy muốn kêu bằng gì cũng được. À, vậy hả? Vậy tôi kêu bằng em được không? Mà thôi, kêu em á là phải kêu ở chỗ khác, mấy cái chỗ mà trước kia. Thôi, xin thầy đừng có nói nữa. Hôm nay tôi buồn lắm, tôi không có muốn nói chơi. Sao mà buồn? Ông lớn mất biệt gần 2 tuần lễ nay, không thấy ghé đây nữa. Tôi đi kiếm cùng hết mà không gặp. Tôi gửi mấy cái thơ á, cũng không thấy trả lời. Chắc là bận việc lắm nên ổng chưa vô thăm. Ở ngoài chợ quán vô đây, xe hơi chạy chừng đổi chứ lâu lắc gì đâu. Thôi, không vô thì thôi, cô phiền chi cho mệt trí. Ông lớn muốn xa thì ông nhỏ xin gần. Cần gì cô ơi? Trời, thầy nói vậy mà nghe được sao? Sao lại không? Như tôi với cô hồi trước, người có gạo, kẻ có cá, hùng nhau mà nấu cháo. Bộ cô muốn kết thành chồng vợ với ổng hay sao? Từ ngày gặp ổng, tôi luôn luôn tính vậy. Bởi tôi tính vậy nên tôi mới lấy ổng. Cô ở trong lạc chơi thượng lưu mà cô thiệt thà quá. Ông nào hễ muốn giao tình với đàn bà thì phải nói dốc, nói chuyện lâu dài, đàn bà họ mới chịu. Chứ nếu tính chuyện chơi ngày chơi bữa thì làm sao cho được việc. Làm đàn bà muốn bắt lương thì phải nắm đầu, chứ sao cứ nhẹ đuôi mà nắm. Người tình của cô tuy có chút phận nhưng cũng là một người đàn ông như muôn ngàn đàn ông khác. Tôi mận việc cho ổng, tôi biết ổng quá mà. Ổng khoái cô nhiều nên ổng mới ở với cô 5-6 tháng trời, chứ mấy cô khác chừng đôi 3 bữa, nửa tháng là cùng. Cô đừng có mơ mộng nữa. Tôi thấy có nhiều ông nho nhỏ tò vẽ theo cô hoài. Cô coi ông nào hiệp ý thì níu lần lần đi. Chứ tôi thấy ông lớn muốn giang xa cô rồi đã. Nếu ông bỏ tôi thì tôi trả thù ổng cho mà coi. Cô làm sao mà trả thù? Bây giờ thì chưa biết. Hễ
ổng muốn hại tôi á thì tôi sẽ hại lại ổng. Cô làm chi vậy? Có lợi gì đâu. Ông lớn không lui tới với cô nữa, thiếu gì người khác dành mà nuôi cô. Ở đời này mình phải có chí theo vật chất mới được. Tôi nhớ là lúc ông lớn đương mê cô, tôi có suối cô á, muốn mua vật gì thì cứ đòi riết, đừng có ngại chi hết. Nhưng cô có nghe hay không? Tôi tưởng là vợ chồng lâu dài, cho nên tôi đâu có tính chuyện nhỏ mọn vậy. Thiệt là hết biết mà. Còn cái nhà và đồ đạc đây, tôi biết ông lớn có làm giấy mướn trọn nửa năm cho cô ở. Này cũng gần mãn hạn rồi, không biết ông có làm giấy mướn thêm hay không. Ôi, bà không hại gì, không đứa này trả thì thằng kia trả. Tôi sẽ tính cho cô. Miễn là cô biết điều với tôi là được. Thôi, giờ tôi đi về. Thầy có gặp ổng, xin nói giùm, tôi trông ổng lung lắm. Dẫu ổng có hết thương tôi đi nữa thì cũng phải vô mà nói cho dứt, chứ đừng có trốn tránh như vậy. Thầy làm ơn nói giùm chút. Tôi thương ổng thiệt quá thầy à. Ổng mà bỏ tôi hận ổng mãn đời. Rồi ổng đừng có mà trách tôi. Minh à, chuyện trước đây xin mình bỏ lỗi cho tôi. Tại tôi nghe lời chị hai với anh rể nên tôi nghĩ quấy cho mình. Nhưng mà bây giờ thì ba vừa mới mất, nhà cửa như vậy tôi chưa thể về bển với mình được. Tôi đâu có trách mình. Trước đây một phần do ba ngăn cấm, còn mình á thì hờn dỗi với tôi. Còn bây giờ tôi càng thấy khó lòng để qua lại. Tôi rất là ngại miệng đời dèm pha. Theo lẽ thì tôi phải về bển ở với mình, chứ nhà mà không có đàn bà thì hư hao chịu sao nổi. Mà ngặt cái là ba không có con trai, nên hồi gả tôi á, ba có giao bắt rể. Mặc dù ba chưa kịp để lại di chúc, nhưng mà ba có nói á, ba chọn thằng Thượng Thọ làm đứa thừa tự. Bây giờ ba vừa mới mất, tôi cũng không nỡ làm trái ý của ba. Trước đây tôi chơi bời,
tốn hao hết mấy ngàn đồng bạc. Tôi ăn năn xong, đây là ăn năn cho sự lỗi đạo làm con, làm chồng, làm rể, chứ không phải tại tôi sợ tốn hao mà tôi ăn năn. Bởi vì có tốn hao bao nhiêu đó, tôi mới biết khôn, tôi mới thoát ra khỏi con đường sai quấy. Tôi đã ăn năn cái lỗi, tôi đã lại ba má mà xin dung thứ. Mình nghĩ đó mà coi, nhà cửa ruộng đất tôi như vậy, nếu như tôi về bên này rồi tôi bỏ bển cho ai? Nếu mình thương tôi, mình không phiền tôi nữa, thì mình tính thế nào cho chu toàn, để coi sóc việc nhà giùm tôi? Không, tôi có phiền giận chi đâu. Mình sợ chi mà phải giấu? Tôi ăn nói với mình hồi năm ngoái đó, làm sao mà mình không phiền tôi cho được. Năm ngoái á, lúc mình đánh chửi rồi mình đuổi tôi đi, tôi còn không giận mình. Tôi chỉ tuổi phận tôi vô duyên bạc phước mà thôi. Nếu mình không giận tôi, vì sao bây giờ tôi ăn năn rồi, vậy sao mình không chịu về ở với tôi? Vợ chồng phân rẽ, mỗi người một nơi, lâu lâu mới được hiệp với nhau một vài ngày, chẳng khác nào là một người khách, không có bàn tính gì với nhau được. Tôi muốn có mình ở bên này để mà mình hiệp với nhau mà làm. Mình tính, mà mình tính làm gì? Lâu nay tôi la cà, chơi với tá điền tá thổ, tôi thấy cái ăn chốn ở của họ, tôi thấy xốn xang trong lòng. Tôi thương cho cái phận con nhà nghèo quá. Người thì ở không chơi sung sướng, lúa thóc bạc tiền có mà ăn hoài, không biết làm cái giống gì mà cho hết. Còn người nghèo thì đầu năm chí cuối, chai tay, nắm mặt, ăn ở thì cực khổ, áo quần thì rách rưới, già cả lụm khụm mà vẫn chưa được nghỉ ngơi. Con nít lớn lên không biết chữ, tôi thấy như vậy tôi khó chịu quá mình à. Nên từ rày sắp lên tôi sẽ không thu tiền thổ cư. Còn nếu như mướn ruộng thì kể từ cái mùa này tôi sẽ giảm đi 1/10, đặng họ khá một chút. Chứ để họ nghèo thấy mà tội. À, với lại tôi đương tính như vậy. Mình tính vậy sao được? Ở trong đất á, thì phải tính tiền đất, chứ ai mà có đất cho thiên hạ ở không bao giờ. Còn cho mướn ruộng á, hễ người ta cho làm sao thì mình cho làm vậy. Không tăng lúa là mai, cớ sao mình lại bớt? Người ta làm sao á thì tự ý họ. Mình bắt chước họ bằng chi?
Tôi thấy người trong xóm nghèo cực, tôi thương tôi giúp. Mình nè, người nào nghèo á thì mình cho họ đôi ba đồng bạc hoặc là 50 giả lúa, chứ cho chi nhiều vậy? Thì cứ giúp như vậy cũng được, nhưng mà mình cho đôi ba đồng bạc hay là 50 giả lúa, bất quá đỡ cho họ trong ít ngày mà thôi, chứ làm sao mà giúp họ hết nghèo được. Trời ơi, ai mà làm cho họ hết nghèo được? Họ phải lo làm ăn thì họ mới hết nghèo được chứ. Ở xứ mình mà hễ mà nghèo thì làm sao mà hết nghèo cho được. Mình nghĩ mà coi, làm ruộng tới mùa gặt đập được khoảng 500 giả lúa. Mình coi, phải đông lúa ruộng hơn 300 giả nè. Phải trả lúa trâu, lúa cấy, lúa gặt, lúa đập, rồi lúa đứt mạ nè. Vậy còn cái giống gì mà ăn? Thì tại họ nghèo, họ phải chịu, chứ bây giờ mình biết làm sao. Mà rồi mình thương tá điền tá thổ của mình như vậy á, biết họ có hết nghèo không? Hay là tôi sợ mình tử tế quá, cái họ không lo làm ăn, lại càng hại hơn nữa. Huống chi đâu phải có tá điền tá thổ của mình là nghèo, thiên hạ nghèo thì xứ này qua xứ kia, làm sao mà mình làm cho hết thảy họ hết nghèo cho được. Thấy người nghèo khổ trước mắt mình chịu không được, vậy thì mình cứ giúp họ, chứ mà sao mà mình lo cho hết thảy thiên hạ được. À, còn nếu như mà mình nói thiên hạ bây giờ người nghèo khổ nhiều lắm, tôi không có sức mà giúp hết thảy, vậy cho nên tôi không thèm giúp ai hết, té ra vậy có cái người nghèo nào mà được nhờ bởi mình đâu. Không phải gì đâu mình à, mình phải làm được chút nào thì cứ làm chút nấy, chớ mình không nên nói tôi không có sức mà làm thì phải như vậy, tôi không chịu làm phải như vậy hết hả? Mình mà làm theo ý của mình á thì tôi sợ trong vài năm họ không hết nghèo, mà mình á thì nghèo theo họ vậy đó. Mình mà sao mà nghèo như họ được? Tiền đất mình thâu mỗi năm chưa tới 1.000 đồng, cho bỏ số đó đi cũng có hại gì bao nhiêu. Còn lúa ruộng một năm thì gần 7.000 giạ, bây giờ tôi chỉ cần cho tá điền phân nửa đi thì tôi cũng còn 3.500 giạ. Vậy làm sao mà xài cho hết? À, huống chi nói cái quê lại miếng giường á, rồi ăn xài sao mà cho hết được? Không có được đâu. Mình bày cái chuyện trái đời quá. Tôi không có dám cản mình, xong tôi cũng không dám dự vào. Ông bà mình nói đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Tôi cũng vậy, tôi muốn trong chuyện gì cũng phải đồng vợ đồng chồng, vậy mới vui. Không, mình làm sao á thì mình làm, chứ tôi không có cán đáng nổi đâu. Thank you.
Dạ thưa má, con xin phép về bển. Thằng ba bay tính về hay sao vậy? Ba bay mất rồi, bay phải ở lại ít bữa với má chứ. Dượng về chi gấp vậy? Nán lại để tính việc nhà. Việc nhà là việc gì? Tôi biết gì đâu mà tính hanh hay. Ê, Dượng cứ ở lại đi. Vợ chồng của tôi có chuyện muốn bàn với Dượng. Vợ chồng con hai á, bay tính nói gì thì nói luôn một thể đi. Có ba mạnh đâu, ra đây đi con. Dạ, má kêu con. Ba mất rồi á, bây giờ việc trong nhà trong cửa má tính làm sao? Việc nhà là việc gì? Bay muốn nói chuyện gì thì cứ nói luôn đi. Thì chuyện của con ba mạnh nó... Tưởng chuyện gì? Mày nghe nè, hồi trước á, ba mày giận thằng ba, không cho nó lui tới nhà này. Bây giờ ba bay mất rồi, nó là con rể, nó biết chuyện, biết lễ nghĩa, nó qua đây chịu tang. Bây giờ thằng ba nó còn chuyện nhà của nó, không về bên này ở được. Vợ chồng nó phải qua lại với nhau như hồi trước. Có chuyện gì đâu mà tính. Tôi không có nói chuyện đó. Chuyện gia đình nó tôi xen vô làm gì? Tôi hỏi là hỏi chuyện của má. Bộ má quyết định cho con ba mạnh ở luôn trong nhà này hay sao? Cho mày biểu tao đuổi nó đi hả? Tôi không bằng lòng cho nó ở trong cái nhà này. Ủa, sao vậy? Sao không bằng lòng? Ba bê mất rồi, mẹ con nó phải ở lại đây hủ hỷ với tao chứ. Con cũng là con, mà lại là con lớn nữa. Nó là dạy em, nó không được phép làm chủ trong cái nhà này. Còn như nó muốn ở đây á, thì má phải mời làng, rước trưởng tòa, biên hết thảy vàng bạc trong tủ, biên hết thảy tài vật trong nhà, rồi lập di bằng, giao cho tôi một bổn, tôi mới chịu. Làm vậy để làm chi? Nếu không làm như vậy á, con Mạnh nó đoạt hết gia tài của tôi rồi sao? Thằng hai, mày có nghe con vợ mày nó nói không? Thì tao không ngờ con khỏe nó bất hiếu đến như vậy. Cha chết nắm bột chưa khô thì nó đã tranh gia tài. Nhà này thì chỉ có hai chị em hả? Dạ thưa má, vợ của con nó không muốn sau này xích mích kiện thưa, chứ không phải nó muốn chia gia tài hay là gây gỗ với dì ba đâu. Té ra tụi bay cũng cùng một ruột với nhau. Nếu bay sợ con Mạnh nó ăn hết của thì vợ chồng bay về đây mà ở đi. Má không biểu tôi cũng về. Dạy gì để cho vợ chồng con Mạnh nó ăn hết. Chị hai nói vậy thiệt là phiền. Ba đuổi tôi, cấm cửa, hơn năm trời nay tôi đâu có lui tới đâu. Ngày mà ba mất, tôi qua đây để tang, chứ đâu phải tôi qua đây vì cái gia tài. Tang lễ xong rồi, anh hai cầm tôi ở lại, rồi má cũng biểu nữa. Vậy cho nên tôi mới ngồi ở đây. Anh hai chị hai, nghe tôi nói nè. Vợ tôi còn trong cái nhà này, nếu như anh chị có nghi ngại, ganh ghét á, muốn nói cái gì á, thì chị cứ nói với nó. Chứ tôi á, là đứa vô can. Anh chị hai có muốn về đây thì cứ về. Tranh chấp gì với em gái thì cứ tranh chấp, tôi nào có cản trở. Sao tự nhiên lại quơ chung tôi vô cái vụ này?
Dạ thưa má, con về. Nhà cửa ruộng đất tao làm ra, tao muốn cho ai tao cho. Nhà này ba mày đã định cho Thượng Thọ, đặng nó ở mà phụng tự ông bà. Mẹ con nó ở đó, mày có quyền gì mà đuổi? Bà mày chết mới vừa chôn, tao còn sờ sờ ở đây nè. Mà tụi bay muốn sanh chuyện rồi,